danh vọng, đỉnh cao, đôi khi không đi kèm với văn hóa ứng xử chuẩn mực. Đó là những gì mà những ngày qua, dư luận và cả những người trong giới nhận xét về cách mà Đàm Vĩnh Hưng đối đáp với bậc tiền bối của mình, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Bác cũng là một khán giả. Bác cũng là một giả, nhưng mà ngoài khán giả thì bác là một người làm về nghệ thuật, rất am hiểu nghệ thuật, thì bác có cái đánh giá của bác thôi. Nếu mà mọi người cảm thấy không đúng thì mọi người phải có một cái đối xử đang dư nghĩ là nó phải rất là văn hóa chứ không nên như vậy. Cái đây một năm, cũng chính lối hành xử của Đàm Vĩnh Hưng, vốn quen thuộc trên thị trường âm nhạc với danh xưng Mr. Đàm, cũng bị mang ra mổ xẻ sau lời nhận xét của ca sĩ Thanh Lam bày tỏ sự nghi ngờ khả năng huấn luyện của Mr. Đàm trong cuộc thi The Voice. Đàm Vĩnh Hưng có đóng giả ca sĩ Thanh Lam, biểu diễn những bài hit của ca sĩ này như một trò lố trên sân khấu. Và từ đây, mối quan hệ chị em của họ cũng tàn vỡ. Dường như đó cũng là công thức trong cách hành xử của Đàm Vĩnh Hưng trước nhiều nhận xét góp ý dành cho mình. Bây giờ là trở thành một cái nghệ sĩ, cái tạm gọi là nghệ sĩ đi, rất là dễ, không cần phải học tập, không cần phải trau dồi những cái kiến thức cơ bản nào đó, mà cũng có thể vì cái chiêu nọ trò kia, rồi vì cái gì đó mà không phải là âm nhạc, chưa hoàn toàn là âm nhạc mà có thể nổi tiếng, và nổi tiếng một cách dễ dãi như thế thì sẽ dẫn đến cái sự tự đại, tự cao và không còn tôn trọng những cái giá trị khác nữa. Đào tạo ca sĩ theo kiểu ăn xổi dường như đang trở thành mốt nơi showbiz Việt. Cách đây 2 tháng, có lẽ ít người biết đến cô sinh viên Lê Thị Huyền Anh. Nhưng chỉ sau một clip khoe vòng ngực khủng, cô sinh viên vô danh thoát chốc biến thành hot girl bà Từng, xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí. Mới đây, bà Từng cũng xuất hiện tại các quán bar với vai trò tự xưng là ca sĩ. Hay cách đây nhiều năm nữa, công chúng chỉ biết đến Hồ Ngọc Hà là người mẫu. Thì nay, cô đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Ca sĩ như Hồ Ngọc Hà chẳng hạn, thì làm gì có giọng. Thì tôi cũng biết, ai cũng biết từ lâu rồi. Cô chỉ có là nhảy đẹp, rồi là hay gọi là thích suốt ngày xuất hiện trên mạng này. Âm nhạc nó không phải là chỉ có khóa son. Mà tôi nghĩ rằng là hiện nay các ông hoàng, bà chúa của mình đang chỉ bơi trong 5 dòng kẻ. Chưa kể đến câu chuyện, tức là phải biết tính năng của tất cả các nhạc khí. Mặc dù anh chỉ là một ca sĩ thôi, anh phải biết tính năng tất cả ca sĩ để anh mới nhìn thấy ra là cái bản phối này có đúng với anh hay không. Và bây giờ chúng ta cứ đang bơi trong loang quăng trong cái bể cạn của 5 dòng kẻ, rồi đã bắt đầu là khệnh khạng hát kiểu này hát kiểu kia. Xem báo chí phản ánh mới thấy đời sống âm nhạc đang tồn tại những giá trị ảo, nơi mà chiếc áo đẹp của người nghệ sĩ hay những scandal được quan tâm nhiều hơn là câu chuyện chuyên môn. Và từ đó, giá trị nghệ thuật đích thực đang dần trở nên mơ hồ. Tức là những người dân, kể cả thế hệ trẻ này, hiện nay đang bị thiệt thòi vì họ không nghe được thật một ai, một cái gì cả. Họ đang tiếp xúc với một cái gì đấy, nó rất mơ hồ và nó không phải là của chính cái con người ấy. Người ta ra, mà nghệ thuật nếu như không móc quả tim của mình ra để bày ra với mọi người thì chưa phải là nghệ thuật. Nó vẫn chỉ là một thứ hàng hóa, một cách rất là thương trường, mà mình thường gọi là đấy là văn hóa mặt tiền. Thế nhưng, thứ văn hóa mặt tiền đó hiện nay vẫn xuất hiện nhàn nhàn và thậm chí còn được tung hô. Bởi vậy, hiện nay vẫn tồn tại song song một nghịch lý. Một ca sĩ có lượng người hâm mộ khổng lồ, chỉ chắc đã là người hát hay. Để cải thiện môi trường showbiz Việt hiện nay đang là một điều vô cùng nan giải. Ví như theo nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín thì cần sự tự ý thức nơi mỗi con người. Đòi phải nên làm những điều tử tế, và tất cả những người, những cái giá trị của những người tử tế đều sống theo thời gian, và những cái ngôn ngữ ngốc nghếch đó sẽ không bao giờ sống được theo thời gian nữa. Nó phải hôm nay nó nổi tiếng đó, nhưng mà một tháng sau nó mất hết trơn. Thì nghe rồi không ai hiểu hết thì tự động lên tiếng đó. Thì tất cả những gì mà viết bằng trái tim và thì mình nghe bằng trái tim, thì người nghe trái tim vẫn nghe hoài. Đó sẽ vẫn là câu chuyện dài, khi mà ngày hôm nay những người đang làm việc tử tế trong nền âm nhạc Việt, những người dám vì tương lai của âm nhạc Việt mà lên tiếng, lại bị hắt hủi. Nhạc sĩ Đặng Hữu Phước trong một bài viết mới đây đã có sự so sánh về việc giới trẻ
cứ mãi chạy theo thị hiếu giải trí hiện nay với câu chuyện bỏ ăn rác đã từng diễn ra tại Thái Nguyên. Nếu mà lớp trẻ mà chúng ta cứ cho nó ăn rác mãi về rác rưởi, về văn hóa ấy, rồi nó cuối cùng nó cũng quay lưng lại với tất cả những cái gì tinh túy của nhân loại. Chẳng hạn nghe Beethoven nó không nghe được, Chopin nó không nghe được, rồi là nghe đến quan họ, đến chèo, đến những cái bài dân ca hay họ cũng không nghe được nữa. Đó là một tương lai không xa của showbiz Việt. Nếu như ngày hôm nay, những sự thật tiếp tục bị hắt hủi, còn những giá trị ảo lại được tung hô. Và một bộ phận nghệ sĩ, công chúng rơi vào sự ảo tưởng, nhầm lẫn giữa các giá trị.